Xem tử vi tuổi Dậu tháng 3 âm lịch năm 2022, được lộc trời cho, giàu sang phú quý nếu biết điều này. Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với Phong Thủy Gia Cát. Quý vị thân mến, tuổi Dậu luôn được mọi người yêu quý bởi sự thân thiện, sự tốt bụng và tấm lòng bao dung, độ lượng. Họ sẵn sàng trao niềm tin của mình cho người khác. Điều đó đôi khi sẽ khiến họ bị thất vọng và tổn thương. Thế nhưng dù có phải trải qua rất nhiều những nỗi buồn phiền, đau khổ, thì những gia chủ tuổi Dậu vẫn luôn giàu lòng vị tha, sẵn sàng tha thứ cho mọi lỗi lầm của người khác. Cũng chính nhờ lòng tốt luôn luôn giúp đỡ mọi người của bản mệnh mà ông trời đã ưu ái cho tuổi Dậu trong tháng 3 âm lịch này. Trong tháng 3 âm lịch này thì bản mệnh luôn được xuôi trèo, mát mái, không gặp quá nhiều chuyện xui xẻo, và đặc biệt đó là cát, sự sẽ nhiều hơn hung sự. Sự nghiệp luôn thuận buồm xuôi gió, tài lộc ùn ùn kéo đến về đè nhà, tiền bạc thì đến mỏi tay không hết. Vậy thì đó là những tin tốt lành, nhưng cụ thể thì vận trình của những người tuổi Dậu như thế nào, công danh sự nghiệp của họ ra sao? Xin mời tất cả quý vị chúng ta hãy cùng theo dõi video mà chúng tôi phân tích ngay sau đây. Xin mời! Sau đây là phần tổng quan của các gia chủ tuổi Dậu trong tháng 3 âm lịch năm 2022. Thứ nhất, về sự nghiệp quan vận. Tháng này được cục diện nhị hợp trợ lực nên công việc làm ăn kinh doanh của các quý gia chủ tuổi Dậu có sự mở mang và khởi sắc hơn so với năm 2021. Ra ngoài gặp được quý nhân trợ giúp nên mọi việc khó khăn đều được giải quyết. Đối với quý gia chủ tuổi Dậu làm kinh doanh, tháng này sẽ có sự hợp tác hoặc là hợp tác đổi mới. Tuy trước mắt có thể chưa đạt được kết quả khả quan, nhưng về lâu về dài sẽ là tiền đề cho sự phát triển sau này. Phong thủy lộc tài nhắc quý gia chủ tuổi Dậu hết sức lưu ý trong các mối quan hệ xã giao với đồng nghiệp hoặc cấp trên. Xuyên suốt tháng này là điềm báo cản trở do hiềm khích cá nhân hoặc đố kỵ tiểu nhân. Gia chủ chớ vội đắc ý mà lơ là, kẻo tiền mất tật mang. Để tiếp tục cải thiện vận may trong tài lộc, thầy Gia Cát khuyên gia chủ hãy luôn mang theo bên mình vòng tay tam hợp quý nhân, tỵ, dậu, sửu, giúp hóa giải xung sát, chiêu mời quý nhân, quý thần tương trợ, dùng để hóa giải thị phi, tiểu nhân hãm hại. Khi những điều xấu không còn, điều tốt đẹp sẽ đến với bạn, mà từ đó tài lộc kéo đến ầm ầm, may mắn không gì bằng. Đặc biệt, vòng tam hợp quý nhân cũng được thầy Gia Cát trực tiếp khai quang, trì chú và xem ngày sử dụng cho các gia chủ để có thể mang lại công năng phong thủy tốt nhất. Thứ hai, về mặt tài lộc và tiền bạc. Tháng này, tuy công việc có hành thông thuận lợi nhưng thu nhập lại không được như mong muốn. Những người làm công ăn lương phải vô cùng vất vả mới đưa ra được việc kinh doanh đi đúng quỹ đạo. Phần lớn là thành công liên quan đến phương diện tài chính đều do bản thân tự tích tiểu thành đại. Tháng này, những người làm kinh doanh, nếu có ý định đầu tư, quý bạn nên tập trung vào các dự án nhỏ lẻ. Những mối làm ăn nhỏ sẽ mang lại nhiều tài lộc hơn cho bản mệnh trong năm Nhâm Dần. Đối với người làm công ăn lương thì phương diện tài chính chỉ dừng lại ở mức đủ chi, đủ tiêu. Tuy nhiên, nếu quý bạn chịu khó tìm thêm cho mình các công việc tay trái thì thu nhập vẫn có khả năng tăng lên. Năm Nhâm Dần 2022, Thái Tuế là hạ ngạc đại tướng quân. Dưới chân của đại tướng quân có một con hổ. Để cho vận trình sức khỏe và gia đạo được hành thông thuận lợi, thầy Gia Cát khuyên gia chủ hãy luôn mang theo bên mình một kim bài Thái Tuế để nghênh đón Thái Tuế, mang lại may mắn, bình an. Đặc biệt, kim bài Thái Tuế của phong thủy lộc tài được thầy Gia Cát trực tiếp khai quang, chỉ chú và xem ngày sử dụng cho quý gia chủ tuổi Dậu để mang lại tác dụng phong thủy tốt nhất hiện nay. Vậy nên gia chủ hoàn toàn yên tâm khi sử dụng kim bài Thái Tuế của thầy. Thứ ba, về mặt sức khỏe. Xem tử vi sức khỏe của tuổi Dậu trong tháng này không có gì đáng lo ngại. Bệnh nghiêm trọng không mắc nhưng bệnh vặt khó tránh. Tuy nhiên, có bệnh, ắt có thuốc chữa, sớm gặp thầy gặp thuốc mà không bị nguy hại gì. Dưới tác động của kiếp sát hung tinh, gia chủ cẩn trọng hơn trong quá trình lao động hoặc sử dụng những vật bằng kim loại sắc nhọn, rất dễ bị tổn thương. Bên cạnh đó cần phải chú ý vấn đề đi lại, đề phòng tai nạn xe cộ hoặc gặp họa về đường sông nước vào trong khoảng thời gian cuối tháng. Các quý gia chủ tuổi Dậu hãy luôn mang theo bên mình pháp khí phong thủy Bát Bảo Tâm Kinh. Đây chính là vật phẩm phong thủy có tác dụng kỵ tà hóa sát, đem lại may mắn, bình an và sức khỏe cho quý gia chủ. Để vật phẩm phát huy được tác dụng tốt nhất, thầy Gia Cát sẽ khai quang trì chú và xem ngày giờ sử dụng vật phẩm theo tuổi của các gia chủ tuổi Dậu. Thứ tư, về mặt tình cảm gia đạo.
Xem tử vi tình duyên gia đạo cho quý gia chủ tuổi Dậu có gặp đôi chút bất lợi, thấy rõ nhất là sự ngăn cản từ phía gia đình hoặc áp lực cuộc sống. Đôi lứa mới chấm nở tình yêu đã vội vàng chia ly vì những cản trở đó. Với các cặp đôi đang hẹn hò hoặc có ý định tiến tới hôn nhân thì nên sớm đưa ra quyết định, tránh mập mờ mà tình cảm nhạt phai hoặc người khác có cơ hội xen ngang, gây điều phiền toái. Năm nay nữ mạng đào hoa hơn nam mạng, có thể mở rộng quan hệ xã giao chủ động hoặc thụ động, qua mai mối cũng đều gặp được người tâm đầu ý hợp. Nam mệnh vì mải mê phấn đấu cho sự nghiệp gặp nhiều áp lực nên khó mở lòng, dễ lờ dở cơ hội tốt đẹp. Tử vi của từng tuổi Dậu trong tháng 3 âm lịch năm 2022. Tuổi Đinh Dậu sinh năm 1957. Nếu vẫn còn đang theo đuổi sự nghiệp, quý gia chủ tuổi Dậu sinh năm 1957 sẽ gặp phải khá nhiều điều không như ý muốn. Bản mệnh sẽ phải chịu sự cạnh tranh gay gắt hoặc nhiều yếu tố cản trở khiến kế hoạch khó có thể hoàn thành đúng thời hạn. Người làm ăn kinh doanh cũng vướng phải nhiều khó khăn, thậm chí chịu đựng sự ganh đua thiếu lành mạnh của đối thủ. Những lúc như vậy, bạn cần phải bình tĩnh để nhìn nhận vấn đề, chớ nóng nảy kẻo rơi vào bẫy. Phương diện tình cảm cũng không thực sự thuận lợi, bạn và nửa kia thường xuyên mâu thuẫn với nhau, nếu không có cách giải quyết khéo léo thì dễ gây nên những ảnh hưởng đến mối quan hệ vợ chồng. Tuổi Kỷ Dậu sinh năm 1969. Vận trình của người tuổi Dậu sinh năm 1969 phủ một màu ảm đạm trong tháng đầu năm, đặc biệt là trên phương diện tài lộc. Nhiều người vì thiếu kiến thức đầu tư nên tài lộc bị tổn thất nghiêm trọng, thậm chí phải gánh một khoản nợ nặng nề. Công việc cũng không được thuận lợi như ý muốn, vì vậy làm việc gì cũng cần phải cực kỳ cẩn thận, chớ nên nghe theo lời xúi bẩy của người ngoài. Muốn gặt hái thành công, bạn cần cố gắng dựa trên sức của chính mình, chớ phụ thuộc hoặc hãm hại người khác. Phương diện sức khỏe cũng kém phần lý tưởng, bệnh cũ tái phát nặng hơn, nếu không cứu chữa kịp thời thì dễ gặp phải biến chứng. Vì thế, ngày thường, bản mệnh chú ý sinh hoạt điều độ, thường xuyên rèn luyện thể dục thể thao. Tuổi Tân Dậu sinh năm 1981. Người tuổi Dậu sinh năm 1981 phải xác định đối diện với nhiều khó khăn trong tháng này. Trên phương diện sự nghiệp, bạn dễ phải chịu tác động từ bên ngoài, dẫn đến tình trạng thiếu tập trung và kiên nhẫn, đặc biệt là khi giải quyết các công việc yêu cầu sự cẩn thận và tỉ mỉ. Để tránh phạm sai lầm nghiêm trọng, bạn cần luôn nghiêm khắc với bản thân mình và tự tìm kiếm động lực để cố gắng. Mối quan hệ vợ chồng cũng dễ chịu, phải thử thách trong thời điểm này. Bạn cần phải giữ khoảng cách với mọi người xung quanh, tránh để xảy ra lời ra tiếng vào, phá hủy tình cảm đôi bên. Cùng với đó, bạn cũng cần phải tin tưởng nửa kia nhiều hơn, thường xuyên trò chuyện tâm sự với đối phương để hóa giải hiểu lầm. Tuổi Quý Dậu sinh năm 1993. Trên phương diện sự nghiệp, dù bản mệnh không đạt được bước thăng tiến gì quá lớn, nhưng cũng sẽ không gặp phải quá nhiều khó khăn. Chỉ cần bản mệnh tập trung vào nhiệm vụ của mình thì công việc sẽ có tiến triển ổn định. Phương diện tài lộc của bản mệnh có nhiều dấu hiệu nhích nhẹ, đặc biệt là trong các khoản thu phụ. Bản mệnh chăm chỉ làm thêm thì ắt được trả một mức lương xứng đáng. Trên phương diện tình cảm, người độc thân có cơ hội gặp được một nửa phù hợp với mình. Bạn nên quan tâm nhiều hơn đến hình thức của mình, như vậy có thể dễ dàng thu hút ánh mắt của người khác giới. Người đã lập gia đình cần phải chú ý giữ khoảng cách với người ngoài, chớ để chuyện thị phi gây tác động xấu đến quan hệ vợ chồng. Tuổi Ất Dậu sinh năm 2005. Trong tháng 3 âm lịch, người tuổi Ất Dậu sinh năm 2005 sẽ có nhiều cơ hội được cải thiện thành tích, đạt được điểm số khả quan trong học tập. Nhưng điều đó không có nghĩa là bạn được chủ quan, ngủ quên trên chiến thắng. Bạn vẫn cần phải phấn đấu nhiều hơn và không nên lười biếng. Đồng thời, sức cạnh tranh trong năm cũng tăng lên. Nếu biết tận dụng, cạnh tranh chính là con đường thúc đẩy quyết tâm, sự chủ động để nâng cao thành tích. Còn nếu dễ dàng đầu hàng, bạn có thể sẽ thụt lùi hơn so với đồng trang lứa. Về tình cảm, vì đang ở độ tuổi mộng mơ nên con giáp này dễ để chuyện tình cảm ảnh hưởng đến học tập, khiến cha mẹ và thầy cô không hài lòng. Tổng quan tháng 3 âm lịch năm 2022, tháng Giáp Thìn, năm Nhâm Dần. Tháng 3 âm lịch được bắt đầu từ ngày âm lịch từ 1 tháng 3 năm 2022 và kết thúc vào ngày 30 tháng 3 năm 2022, tức ngày 1 tháng 4 năm 2022 đến 30 tháng 4 năm 2022 dương lịch. Tháng 3 Giáp Thìn có nạp âm là Phúc Đăng Hỏa, tháng Thìn, Lục Hợp Dậu, Tam Hợp Tý và Thân thành Thủy Cục, Xung Tuất, Hình Thìn, Hình Mùi, Hại Mão, Phá Sửu và Tuyệt Tuất.
Đối với người tuổi Dậu trong tháng 3 âm lịch này sẽ cần phải tránh các ngày, ngày âm lịch ngày 8 tháng 3 năm 2022, tức ngày 8 tháng 4 năm 2022 dương lịch, có nạp giáp là Tân Mão, có nạp âm là Tùng Bách Mộc. Ngày âm lịch ngày 20 tháng 3 năm 2022, tức ngày 20 tháng 4 năm 2022 dương lịch, có nạp giáp là Quý Mão, có nạp âm là Kim Bạc Kim. Đây chính là hai ngày không được cát lành khi tính theo tuổi của các mệnh chủ tuổi Dậu. Trong những ngày này, mệnh chủ cần phải hết sức chú ý và tốt nhất là không nên thực hiện những công việc quan trọng. Lời khuyên từ các chuyên gia phong thủy cho bản mệnh là nên chú ý tới sức khỏe nhiều hơn, chi tiêu tiền của vào những việc cần thiết, không nên vung tay quá chán. Các ngày tốt đối với người tuổi Dậu trong tháng 3 âm lịch năm Nhâm Dần 2022, ngày âm lịch ngày 9 tháng 3 năm 2022, tức ngày 9 tháng 4 năm 2022 dương lịch, có nạp giáp là Nhâm Thìn, có nạp âm là Trường Lưu Thủy. Ngày âm lịch ngày 21 tháng 3 năm 2022, tức ngày 21 tháng 4 năm 2022 dương lịch, có nạp giáp là Giáp Thìn, có nạp âm là Phúc Đăng Hỏa. Đây chính là hai ngày cát lành trong tháng để các gia chủ tiến hành các công việc liên quan đến xuất hành hay tiến hành những công việc quan trọng sẽ dễ có kết quả cao, hoặc những vấn đề nhỏ trong gia đình bạn tiến hành đều hết sức thuận lợi. Ngoài ra, việc lựa chọn ngày tốt cần phù hợp với tuổi của gia chủ trong những công việc như tiến hành động thổ, ngày giờ mua xe mới, ngày giờ cưới hỏi. Để chọn được ngày giờ đẹp phú long tương chủ, ngày giờ tài lộc của gia chủ, anh chị và các bạn hãy để lại thông tin dưới phần bình luận theo mẫu họ tên, cộng ngày tháng năm sinh, cộng số điện thoại, hoặc anh chị có thể liên hệ trực tiếp đến số hotline hiển thị trên màn hình để được tư vấn hoàn toàn miễn phí. Thưa quý vị, vậy là chúng ta đã cùng nhau phân tích xong về phần luận giải lá số tử vi cho tuổi Dậu trong tháng 3 âm lịch. Chắc hẳn quý vị cũng đã biết được mình cần phải làm gì cho tương lai, đúng không ạ? Thông qua chương trình ngày hôm nay thì chúng tôi cũng luôn mong muốn rằng quý vị hãy áp dụng những kiến thức mà Phong Thủy Gia Cát chia sẻ vào trong cuộc sống hàng ngày của mình để chúng ta có thể thay đổi cuộc sống của mình trở nên ngày một tốt hơn, thành công hơn. Cảm ơn tất cả quý vị đã luôn quan tâm theo dõi và đồng hành cùng với chúng tôi trong suốt thời gian vừa qua. Còn bây giờ thì xin mến chào và hẹn gặp lại tất cả quý vị trong những nội dung tiếp theo quý vị nhé. Xin mến chào.